Ủa rồi. Còn câu đó nữa hả bà? Cái câu của nó sao anh không nhớ cái câu à, sao anh không nhớ cái không anh nhớ câu dẫn thời dẫn thế, kẻ anh hùng phải biết dẫn thời dẫn thế, sử tung quyền khi ngộ biến. Sao tung quyền khi ngộ biến à? Phải đừng nguy phải đâu phải triều đình nguy biến về tài phán thần thánh hoàng bằng giá chưa đoàn nghi lễ lòng dân thắng cầu nổi tiếng nơi triều ca ma hoàng với nhiều ngờ người trung can cho kẻ phản đầu rơi máu đỏ trên đoan lòng ngao ngao thì làm sao có lòng mở mộng còn sân chạy nhanh nhưng hiện nổi sân không đâu tiếc cho anh áo mão cân đai thành phương công hầu khi quốc gia hữu sự thì anh giả đau giả ôm tránh né gian lao khỏi cảm giác diệt môn kim bằng cơm áo tề trào nâng dành cho loài tháo dơi vì nó dám cả ngang gót dài báo tàng dẫn vừa cương thổ trái mật quên gan cho tròn chữ trung thần thân 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 gì nó nhấn gan gót dài báo tàng dẫn vừa cương dài bao tàn dẫn vừa cương thổ trái mộng phơi gan cho tròn chữ trung thần niên thân còn răng anh đã định cho nước ngon đâu phải cái này là cái anh em có nhau kia đó sao tao kia đó có nhau bây giờ vậy là mình cũng thiếu mày muốn kiếm mày không rồi nói nha tầm này sẽ nào chưa chưa cái đó chưa rồi tất cả bình tĩnh cộng tám thiếu bài rồi ok đánh tay rồi đánh tay vậy là mình cài mật phơi gan cho tròn chân trung thần nghe buồn anh em chạy á anh yên tâm rồi nghe nghe nhìn anh yên anh lo đang lăn nguy như con thuyền không bờ giữa con ba giặc dù con sông sắm trăm nghìn con thuyền chìm đắm ta biết ai tâm sự nỗi niềm gì sao vô bỏ nha xin kêu biệt quan ta ơi muốn thử em có một lòng trung nghĩa khỏi sợ sợ em về chút đỉnh chung em theo họ ta chiếm giang sang anh phải đi hoa thử già em anh đi hơi sớm. Sớm anh em có nhau.
thánh nguyện xin thề, dù bao hiểm nguy gian nan xa cùng ngài chi, nên nước năm nguy sống chết nào đâu mang, từ quân phản loạn tin vui về với dân. Thầm thầm đem sự việc hạ lũ gian thà.